xuống ngược số người ta bên trái nó bên phải à. Người ta đạp máy đạp ra sao đạp ra trước thắng người ta bên phải nó bên trái thắng người ta đạp ra dưới đạp ra sao đạp có rồi, xe của người ta rẻ còn xe nó mắc đây tiền đi bao tiền cái này hàng đông và đông hải cái này đâu giấy đâu không có giấy đi đâu mà dẫn sang tên được hai trăm giá Việt Nam bảo chiếc mà không sợ thật á hết thì 50 cây có lẽ 70 cây lớn chiếc kỹ cái này thì nó có mà đi cả mấy chục năm nó chẳng bị xét thì này là đem về chỉ có nước là để lau thôi chứ không đi đâu 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 này chơi kiểu ngắm ngắm để lau thôi à vậy thì phải có cái bệ nữa bệ để cho nó đẹp đẹp nha. Cái này chế hà riêng đó hả? Xe riêng chứ. Ngày đó AK 47 bắn không lủng rồi chứ không nhớ nữa. Trên 200 dưới 300. Nhà nhiều đây. EV latte. Quá dữ dội. EV latte. Xe nó thiếu cái hộp. Nó nói xe của Pháp thì méo, Nhật thì nước nào? À, kiếm chiếc xe máy. Máy nguyên bản á thì xe máy là máy đồ cái tay nắm cũng riêng luôn phải không? Đúng rồi. Thì mình có giá trị máy đồ rô. Mấy cái đó là tầm khoảng dành dưới cặp triệu. Quá đã. Không còn môn nào đã hơn. Các cái môn nó cũng đọc nữa không rồi. Cái này chắc của Pháp nhỉ? Dẫn lên một đèo để nhặt đất quá.